Ở đây em có không khí Tết gì đâu nha. Trời nó nắng mà tự nhiên giờ nó hơi mưa. Hơi mưa rất đắt rồi. Nay mình có caramel đi cùng. Cái hai tuần này là ở đây nó mưa liên tục và rất lạnh. Cùng thời điểm này năm ngoái thì mình đã ở Việt Nam, và cùng ngày năm ngoái là ở đây là tuyết rất là nặng luôn. Nhưng năm nay thì mùa đông đã được gần 2 tháng rồi, nhưng mà không có gì. Người ta vẫn hay nói đùa là tuyết mà nó cũng sợ Covid mình, nên nó chạy hết. Tại vì năm ngoái nó tuyết rất là nặng ha. Nó tuyết như năm ngoái là tuyết gần cả 2 tuần. Và năm nay không có gì hết. Theo tin tức mình đọc báo thì ở Việt Nam bây giờ là có lại đã lây lan cộng đồng Covid. Mọi người rất cẩn thận. Ngay cả chị và mấy em của mình năm nay cũng không có về quê. Mình cũng vậy, mình năm nay mình về là mình bị cách ly ngay lập tức, mà cách ly bắt buộc và phải trả phí nữa. Nghĩ được đâu bao nhiêu mà bị cách ly nữa thôi, chứ đâu có được bao nhiêu, thì mình năm nay mình cũng không về. Chị và mấy em mình cũng Tết nên cũng không về. Phải cẩn thận đi, nhìn chung con quay ra phải cẩn thận. Mẹ mình lớn tuổi rồi và cũng có nhiều bệnh già. Tết là niềm vui của má mình, nữa là các con về, nhưng năm nay không ai về hết. Rất lạnh nha, bây giờ thì nó lạnh thôi, chứ còn bây giờ tầm khoảng 8 độ, giờ khoảng 8 độ. Hôm nay tự nhiên trời nó thanh nắng cuối cùng. Hôm nay là Tết, mình nghĩ là mang tính là Tết của những người của các cộng đồng Á Châu thôi. Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, mấy cái nước, mấy đứa thôi. Chứ ngay cả như là mình nói là Korea, Nhật Bản giờ là nó cũng không đăng Tết mình. Nhưng vì cái cộng đồng người Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc nó rất là lớn, nên nó nhiều người biết.
nó người gì vẫn làm bình thường nha mọi người, công việc mình, nhưng mà điều con cái năm nay ta cái thì nó cứng vào cái dịp là long weekend. Ở bên đây là cái ngày nó ngày gia đình family day á, cũng long weekend tuần tới là nó được nghỉ. Tết thì cũng được thứ sáu, mình định là thứ sáu mình cũng xin nghỉ làm. Cũng bình thường mọi người ha. Thì nếu mà các bạn có ẩm thực mà cái dịp mà Tết thì ở đây nó vẫn có bán mấy cái cộng đồng người Việt mình nó làm, nó cũng vẫn bán bánh tét, bánh chưng đầy đủ, người ta gói bán rồi. Thì nhất là ở các thành phố lớn những cái đấy nó không thiếu. Ví dụ giống ở chỉ trừ trường hợp nào, ví dụ như mình ở các vùng nông thôn rồi các phẩm Á Châu nó còn hiếm, chứ ở đây nó đang đầy hết rồi. Vậy năm nay mà Việt Nam mà Tết nè, mà đúng một cái dịp đây nữa là phải rất là cẩn thận á. Vì nếu mà cứ tập trung chỗ đông người, mình nghĩ là các hình thức mà cấm đốt pháo vào dịp giao thừa như ở tại Sài Gòn đó, mình thấy là quyết định là đúng đó. Bởi vì có nhiều người á, mình nói không phải người ta đem phơi rứt, người ta đi truyền cho người khác, lại nhiễm cho người khác, mà nhiều khi người ta bị nhiễm nhưng mà nó không có triệu chứng, mà không có gì hết, người ta đâu có biết đâu, thì người ta vẫn đi ra ngoài, vẫn tiếp xúc người này người nọ. Tới khi mà người ta biết mình bị thì cũng là muộn rồi. Khi người ta biết người ta bị là khi nó người ta đi tới bệnh viện, người ta khám, người thử, người ta mới biết, thì rất là muộn. Bởi vậy nên là cấm đốt pháo ha, không có đốt pháo hoa vào đêm giao thừa, mình nghĩ là quyết định đúng. Vì mình không nhớ lầm là trong một tháng 1 vừa rồi, cái số người chết ở tỉnh BC như này là có 1,000+ người, là số lượng rất là lớn á. Mây nó chạy, mây nó bay thôi chứ gì mà trời mưa gì, mây nó bay mà con. Hôm nay nó lạnh nhưng mà mọi người nhá, nhưng mà điều cái mọi người thấy không? Nó hơi nắng nắng chút là cảm giác là mùa xuân đã gần đến rồi. Mùa xuân ở đây là bắt đầu chính thức theo lịch đó. Mùa xuân ở đây bắt đầu khoảng 20 tháng 3, tức là mùa đông bên đây nó đã gần 2 tháng đó, còn 2 tháng, chứ còn 1 tháng nữa là mùa đông đã hết rồi. Tức là khoảng cuối tháng 3 là ở đây là người ta bắt đầu nấc nè, mùa hoa là người ta trồng cho mùa xuân, mùa hè. Giống như mình là sắp tới Tết rồi các bạn ơi, nhưng đây là mùa đông rồi, lên đây vẫn mùa đông mọi người ạ. Người nhìn ra không? Mọi người nhìn xuống kia có đẹp không? À, phải chụp cái trúc cho em chụp.